Hello, xin chào. Chúng ta lại đến với chuyên mục đọc thơ của khán giả. Hôm nay tiếp tục phần 3 của tác giả Dương Tiểu Thơ. Rồi, bắt đầu ha. Làm cha làm mẹ nên thân, con đi 8 tháng vẫn không rước về. Ngồi nhà bảo nhớ bảo thương, kêu thằng khuyết tật tự đi tự về. Đến khi thấy mất chén cơm, đói không chịu nổi rủ nhau rước về. Lần một thọ chẳng chịu về, mẹ quỳ mẹ lạy, con thì van xin. Cha nhào ôm đại thọ la, dãy bịch xuống đất nứt xương lọi giò. Cha đành thất thiểu ra về, kéo theo YouTube để mà quay phim. Về nhà tính kế mưu sinh, quyết bắt bằng được tại nơi cửa quyền. Về nhà thọ thấm cơn đau, đau cả thể xác lẫn đau tâm hồn. Vợ ơi đau lắm ôm anh, để cơn đau dịu càng thêm ấm lòng. Mỗi ngày hoa phải chăm làm, nuôi thêm cục thịt phí ngày nhân đôi. Có khi đau ốm nhân ba, nhân bốn có thể vì hay liệt giường. Nuôi tốn thêm. À, trong cái clip nào đó tôi nghe tôi thấy nó nói là hoa không cho sử dụng điện thoại. Hoa không cho sử dụng điện thoại. Để phân tích cái yếu tố này cho mà nghe. Giống như tôi, con nhỏ em mà nó xài điện thoại nhiều quá tôi cũng la. Để làm gì? Bảo vệ mắt. Người ta đang yêu mình, người ta đang lo lắng cho mình, người ta mới nói là dùng vừa thôi. Đừng suốt ngày từ sáng tới chiều cắm mặt vào điện thoại, không tốt cho mắt. Hiểu chưa? Vậy mà bây giờ nó về nó bảo là hoa không cho nó xài điện thoại. Trong khi rất nhiều lần hoa đi làm, nó ở nhà một mình, nó tự quay phim, nó tự nấu, nó tự lấy cơm để nó ăn, nó tự làm YouTube, nó tự quay phim, thì đó là gì? Đó có phải là không cho xài không? Vẫn được xài điện thoại thoải mái, chỉ là những lúc khi mà Hoa ở nhà, Hoa muốn có thời gian nhiều hơn để nói chuyện, và thấy tối ngày cắm mặt vào đó, nó hại mắt, thì mới bảo là dùng vừa thôi, chứ không phải là không cho. Cái câu nói là dùng vừa thôi, phải biết tiết chế để mà còn giữ sức khỏe, chứ không phải là không cho nha, cái thằng ngu. Trời ơi, bây giờ về nói là bảo là không cho dùng điện thoại, không cho dùng điện thoại mà mình nó tự một tay quay video. Không cho dùng điện thoại mà một mình nó tự tay quay video khi mà ở nhà không có ai cả, tự lấy cơm, tự luộc cơm ăn. Rồi tự tay làm video YouTube. Tự tay đăng lên, tự tay edit. Tôi chỉ nể nhất cái khoản edit video. Để edit video thì người đó phải nghe được nội dung trong clip để mà biết chỗ nào dư thừa mà cắt bỏ. Nhớ đó. Khi đăng lên YouTube thì lúc đó Google nó mới dịch, mới đọc, có chữ để mà đọc. Còn trong phần mềm edit video nó không hề hiện chữ thì làm sao mà đọc chỗ nào nói cái gì. Cho nên một cái điều mà mọi người cần lưu ý là nếu như một khi nào đó mà tình cảm nó không còn nữa thì hãy nhớ khi ta bắt đầu cái tình cảm nó đẹp như thế nào thì cần phải giữ lại cái khoảng thời gian đó cho nó vào làm kỷ niệm đẹp. Đừng có ngồi bới nó ra, đi 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 lặt ra, đi vạch ra từng cái câu nói. Tại sao cái lúc đó người ta nói mình dùng vừa điện thoại thôi, mình không phản ứng đi? Mình cảm thấy cái đó là yêu thương, mình cảm thấy cái đó là họ đang chăm lo cho mình.
Vậy thì bây giờ lại đi lôi những cái từ đó ra để mà đi bắt bẻ nhau từng ly từng tí. Nói cho những cái người người ta không hiểu chuyện, người ta lại cho rằng đó là cái sự, đó là cái sự sắp xếp ép buộc. Mà trước đó thì nó là mang cái nghĩa là quan tâm, thương mới không cho xài. Nhà tôi nè, nó ngồi nó cắm mặt điện thoại vô, nó dùng miết tôi cũng la nó. Tôi nói xài vừa thôi, xài nhiều quá mắt mũi cứ cắm mặt vào hại mắt ra. Đó là gì? Có phải là cấm xài không? Ôi trời ơi, nhức hết cả nách. Còn cái chuyện bà mẹ nuôi, bà kêu là con quay những cảnh nó ăn cơm, con quay những cảnh nó đi chơi, thì mọi người cho là đó là kịch bản. Đó, cái đầu óc hạn hẹp, cho nên họ không hiểu. Họ nghe có nhiêu đó thôi, rồi họ bảo là đó, người ta lên kịch bản để quay những lúc ăn thôi. Còn những lúc không cho ăn, những lúc hành hạ thì không quay. Nè nhá, chính tôi đã quân sư cho Thọ quay cái clip mà Thọ ngồi edit video đó. Ha, tôi vậy tôi có phải là đồng phạm chăn dắt không? Tôi nói, tôi gợi ý cái chủ đề, cái ý tưởng để quay video. Khi làm video, người ta sẽ tìm những ý tưởng nào để mà có thể hấp dẫn được người coi. Tôi nói với Thọ, tại sao em không quay một cái clip, quay cái cảnh mà em ngồi em edit video. Lúc đó cái clip đó nó sẽ hot và người xem sẽ thích. Họ thấy được tận mắt cái việc em làm, họ sẽ càng cảm kích hơn. Và sau đó Thọ đã ra một cái video về quay lại cái quá trình ngồi edit video. Trước đó Thọ cũng không hề có ý tưởng là sẽ quay cái clip đó. Sau khi tôi nói ra, tôi gợi ý ra, tôi đưa ý tưởng ra cho mà làm video, thì lúc đó cậu ta rối rít cảm ơn, bảo là ý tưởng này hay lắm, để em làm. Đó, thì cái chuyện mà cái cô mẹ nuôi gì đó bảo là quay cái cảnh ăn cơm, quay cái cảnh đi chơi, chuyện đó cũng hết sức bình thường. Ăn cơm tức để nó có một cái hoạt động quay lên, người ta còn thấy mình. Với một cái người mà không có kinh nghiệm làm YouTube, bây giờ tìm một cái ý tưởng để quay cũng rất là khó. Hơn nữa, nếu không quay ăn cơm thì quay cái gì bây giờ? Không lẽ cứ quay nằm một cục ở đó rồi nhìn hoài mà người có chán không? Thì chỉ có ăn cơm mới có cái sự thay đổi các bữa ăn, nó thay đổi các món ăn thì mới có cái sự phong phú. Còn nếu mà cứ quay cái cảnh mà ngồi nằm ở dưới nệm nằm hoài vậy đó, quay chừng 1-2 cái còn thích, quay tới 100 cái coi nổi không? Mà ngồi đó kêu kịch bản. Tất nhiên rồi, ngay cả tôi bây giờ làm YouTube tôi cũng phải lựa có một cái chủ đề gì đó tôi mới quay, chứ tôi đâu có quay suốt từ sáng đến chiều. Vậy mà cũng ngồi dựa vào cái chuyện mà bà mẹ nuôi nói, còn là con chỉ quay cái chỗ mà ăn cơm, con quay chỗ đi chơi, thì chúng nó bảo là đang lên kịch bản để chăn dắt. Nhức nách quá. Vậy thì tôi kêu Thọ quay cái clip Thọ đang ngồi làm video đăng lên YouTube thì đó là cái gì? Ý tưởng của tôi đó. Các bạn coi cái đó các bạn có thích không? Các bạn có trầm trồ không? Các bạn có thấy tài không? Và tài nhất là gì? Edit video mà không nghe được tiếng vẫn cắt đúng bon chỗ nào cần cắt. Nhớ yếu tố đó đó. 5 lần 7 lượt tôi nhấn mạnh đó. Nhớ. Tự hiểu, ok.